Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với đại chiến đạo bay giữa Speakerman và Cameraman. Thì trong trò chơi này, nhiệm vụ của chúng ta đó chính là bảo vệ những nhân vật như là Cameraman cũng như là bảo vệ Speakerman. Và hôm nay tôi gà bên cái đảo của Speakerman này các bạn, còn bên huy đất đó chính là đảo của Cameraman. Hôm nay ta có sự nhờ giúp đỡ của Jack VN. Wow, team huy đất hôm nay có Jack VN, bên tôi cũng có vậy. Được rồi, chị Nabi ơi xuất hiện đi. Yeah. Wow, hello chị Nabi. Hỗ trợ em đánh bại cái đảo bên kia. Được rồi các bạn ơi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng một team, đó chính là team Speakerman trên ngọn đảo màu đỏ này, sẽ đánh bại Huy Đức bên cái ngọn đảo bên kia cùng với Jack đó các bạn ạ. Còn bây giờ thì anh em đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, không biết bên trong nhà ở cái gì vậy? Tôi có cúp kim cương. Thì đó, bên trong nhà này là có cúp kim cương. Chị bây giờ vô đây. Ôi đúng rồi nè. Vậy là chúng ta sẽ có một cái cúp kim cương và một cái sẻ kim cương. Nhưng mà những cái này để làm gì ta? Không biết nữa. Ủa sao vậy ta? Đây là tôi đào thử cái block dưới chân Cameraman này thử coi. Ôi đào thử dưới kia, ok được cái gì? Ôi từ từ nó rớt ra cái gì nè. Ủa để lộn nó coi. Ê, ủa đây là gì vậy? Khẩu súng mà. Cái gì súng Cameraman? Chết rồi các bạn, bây giờ chúng ta cũng phải đào cái block dưới chân này để mình lấy vũ khí thôi các bạn ơi. Được rồi, hay chưa? Mình sẽ dùng cái kia này để đỡ cho viên đạn của Jack VN nào. Bắn nó liền Jack ơi, bắn nó đi. Trời ơi, nó bắn mình kia dùng. Ôi, Jack kia của tôi đỡ nè. Tìm cái vũ khí khác ở dưới. Ôi, bây giờ chúng ta cũng phải đào xuống, nhưng mà hả, trước tiên chúng ta cần phải bảo vệ cho anh Speakerman. Cái thanh máu của Speakerman nếu mà nó giảm xuống không, nó chết một cái là mình thua luôn đó. Nên là bây giờ chúng ta hãy đào xuống dưới để bảo vệ cho anh Speakerman đi. Và sau khi đã cho anh xuống dưới thì mình sẽ lấp anh là trời đất ơi, anh cứ cố gắng anh bay hoài không biết. Anh xuống đây, xuống đi, tới lượt chúng ta. Chị bây giờ chúng ta hãy đào xuống dưới đây để tìm những cái lucky block Speakerman để chúng ta lấy vũ khí thôi nào. Let's go, hãy cho tôi một cái lucky block thôi nào. Wow, chị Nabi ơi, em đã thấy rồi nè, chúng ta đã tìm được một cái lucky block của Speakerman rồi. Để em đào ra cái cục này xem thử nó sẽ cho chúng ta cái vũ khí gì đây các bạn. Được rồi, chuẩn bị chưa các bạn ơi? Được rồi, đào nè. Hai cha. Boom! Đây chỉ là một cái loa bên cạnh đó, là một cái microphone các bạn. Không lẽ chúng ta dùng cái này để hát karaoke sao? Khó hiểu vậy. Để em đem lên chị Nabi ơi. Đặt cái loa xuống này, hãy cha đó. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ đặt cái micro xuống đây. Cha, chị Nabi, chị thử hát vô cái micro đó coi. Để chị hát nè. Nabi hát là âm thanh của cái loa này nó sẽ băng ra này các bạn ơi. Ôi, thằng Huy nó sắp bắt quay anh bài Speakerman Huy. Chị Nabi hát tiếp đi, chị Nabi hát đi, hát đi. Băng nè, băng nè, bay nè, bay nè, bay nè, bay nè, bay nè, con. Trời đất ơi, hay quá vậy trời. Hát nữa đi chị Nabi ơi, cho tao Huy nó chạy. Mày đâu hả, chưa đâu hả, chưa hả. Ôi, Jack nó mới tìm ra được cái gì vậy, ôi ơi. Ủa, Jack nó mới đặt ra cái gì vậy các bạn ơi. Ôi, hình như nó là nó đặt ra một cái lá khiên rồi kia các bạn, nó chặn hết những cái âm thanh của mình bắn qua luôn rồi. Chị Nabi ơi, được rồi, ngừng hát được rồi đó chị Nabi ơi. Giờ sao bây giờ tôi nào? Bây giờ chúng ta hãy xuống tiếp tục đào tiếp để tìm kiếm những cái vũ khí xịn đâu để chúng ta qua đánh cái đảo của nó rồi nè các bạn. Hãy cha, hãy cha, wow, thấy nữa rồi chị Nabi ơi. Đây chính là cái vũ khí gì tiếp theo đây các bạn? Ok, 1, 2, 3, hãy cha. Bom, chúng ta đào ra được cái gì đây? Hình như đây chỉ là một thanh kiếm nhưng mà nó có hình cái loa này các bạn. Để em lượm lên thử coi. Hãy cha. Anh kiếm ngầu quá vậy con. Rồi, vậy bây giờ đã có vũ khí rồi, chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không lên xử tụi nó thôi. Chị nó bây giờ let's go, let's go, lên lên lên. Để em chém thử thanh kiếm này xem được cái gì nha. Được rồi, hãy cha. Wow, nó chém ra những cái âm thanh như là cái loa luôn kìa các bạn. Cha, ôi giời ơi, anh xin lỗi chị nó bây giờ. Ai 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 ai, được rồi. Để bây giờ qua chiến đấu đánh bại nó lên nào. Chị nó bây giờ let's go, let's go. Bây giờ chúng ta bắt đường vòng qua đi tô gà. Ồ, hợp lý hợp lý, đường này đã bị chặn rồi các anh, chúng ta sẽ đi đường vòng qua này. Đi qua thôi nào chị nó bây giờ, hãy cha. Ok vậy. Được rồi, bây giờ tới lượt tôi là chắc 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 chắc. Ôi ơi, Jack nó sử dụng cái súng camera kìa bay. May may là may là Jack ơi. Ôi, thanh kiếm may nè Jack nè. Wow, kiếm này mạnh quá đi. Bây giờ mình sẽ đánh cái con cameraman này. Ây cha, ôi ơi, đưa anh lại bên đây. May đây con, may đây con. Ôi ơi, mình sẽ đánh chết cái con cameraman này thì mình sẽ chiến thắng và cùng với Nabi coi may nè. Ok vậy, Huy Đức nó đâu ra vậy? Tôi tặng cho mày cái này nè. Ôi cái gì ơi, cái gì vậy các bạn ơi? Ôi ơi, tự nhiên nó có cái camera gì nó cứ xoay xoay như cái nhảy dây vậy. Ôi ơi, ôi chết rồi chết rồi. Ôi da, mình bị cameraman đánh luôn rồi. Ai chào trời đất ơi, mình hồi sinh lại rồi. Sao không vậy? Trời
trời đất ơi, em không sao, nhưng mà mình đánh được Huy nấp gần nửa cây máu rồi, nhưng mà bên kia tụi nó có vũ khí mạnh lắm chị. Nó bây giờ nó có cái tia laser gì nó xoay tròn 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 á. Bây giờ mình phải kiếm thêm vũ khí tiếp thôi. Ok được rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ phải đào xuống kiếm thêm vũ khí thôi các bạn ơi. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ôi chị Nabi đào đâu vậy? Ôi cái gì? Ôi vậy chị Nabi đào đó đi, để xem thử. Lần này chị Nabi sẽ tác động may mắn bằng cách đào đó. Ây cha. Được cái gì vậy? Ôi đó chứ là con gì vậy? Ôi hình như chị Nabi đào ra được con bé Speakerman kia các bạn ơi. Nó đi hay chạy? Ôi giời ơi, hay quá vậy, hay quá vậy. Được rồi, vậy bây giờ em sẽ kiếm thêm những... Ôi có thêm một cục lớp kiếm lớp bên này này. Được rồi, vậy bây giờ để em đào thử có được ra cái gì nha. Ây cha. Ôi em cũng có một con. Một bé Speakerman làm thú cưng luôn rồi nè. Em không biết mấy con làm được cái gì ha. Tụi mình đưa lên cho không biết nữa. Thử được rồi. Vậy bây giờ lên cho thử đánh nhau với mấy đứa kia có thử được không các bạn. Được rồi, lên 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 nào. Ủa sao con của mình đang bị mất máu sao vậy? Sao cái Speakerman của mình đang mất máu kìa. Ủa sao tự nhiên ai đợi. Trời ơi, thằng da sâu da vậy nó làm gì vậy? Chết rồi, thôi đánh nó đi nào. Dắt nó bị đánh kia bạn ơi. Dắt nó rồi, dắt nó rồi. Thôi quá đi, quá đi. Thưởng nha Speakerman. Nhưng mà quan trọng là chị đã bị Speakerman mình bị đánh sâu còn thấp máu hơn cameraman bên kia luôn rồi. Trời đất ơi tức thiệt chứ. Mấy bé Speakerman của ta hãy đi theo ta để qua bên kia đánh hai cái con cameraman nào. Lên let's go đi thôi đi. Tôi thấy con cameraman ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ đào xuống cho những cái con thú cưng của mình kia vậy. Ôi thú cưng của mình nó đánh nó kìa. Ôi cái gì vậy? Hả cái gì vậy? Ôi trời ơi tụi nó cũng có con thú cưng cameraman kìa. Ôi giờ nó đang đánh nhau kìa. Ôi chết rồi Speakerman của mình bị đánh bay rồi. Chết luôn rồi. Ok vậy. Ai không được không được không được. Ôi rồi đánh nhau đi. Cố lên cố lên Speakerman. Cố lên cố lên. Ôi giời ơi trời ơi cameraman nó đánh nhau. Ôi đẩy nó xuống rồi. Hay lắm hay lắm. Xuống đánh nó luôn đi. Xuống đánh nó luôn đi. Cameraman nhìn lực lượng. Ôi trời đất ơi cameraman đập nó luôn rồi. Cái gì? Ôi không được mà được mà. Ôi giời ơi nó đánh luôn. Trời ơi, cuộc tấn công thất bại rồi chị đâu bây giờ. Nhưng mà không sao các bạn ơi, chúng ta đã đẩy lùi máu của cameraman xuống lại và hơn top hơn mình luôn rồi kìa. Tụi mình đi đào tiếp. Ok, chúng ta đi xuống đào tiếp kiếm thử cho những cái gì hay hơn xịn hơn luôn nào các bạn à. Ok vậy. Ôi, chúng ta lại thấy là một cái lucky block của đời ngày nay các bạn ơi. Đây chỉ là một lucky block mới. Được rồi, đập nó nào. Hay cha. Bởi vì mà lần này nó rất cái cục gì đang thùi lùi chị. Ủa cái cục vậy? Lõi Speakerman hả? Là cái gì ta? Đạo cục này vô dụng vậy ta. Đạo tiếp. Ủa cái này là cái gì? Ôi hình như mình đạo ra được một cái gì nữa nè bạn. Ôi nó không phải là Lucky Block chị đâu bây giờ. Nó là một cái gì á? Nó giống như là một cái cánh cổng ấy trời đất ơi. Nhưng mà làm sao đây? Ủa cái cánh cổng này là sao trời? Ờ cánh giờ cổng sao? Chưa được kích hoạt á. Mình làm gì để kích hoạt nó bây làm giờ? Làm sao để kích hoạt ta? Hay là có thể là chúng ta dùng cái lõi Speakerman này. Bây giờ thử coi. Hay cha. Ôi cánh cổng đã được kích hoạt rồi chị đâu ơi. Wow đẹp quá vậy. Trong này nó sẽ có một cái kho báu gì đó nó chờ chúng ta đó chị Nami ơi. Nên là chúng ta hãy cùng nhau đi vô thôi nào. Let's go. Hãy chào. Ui mình đi vô được bên trong rồi nè chị Nami ơi. Ôi trời đất ơi, thì ra bên trong cánh cổng này là những cái thử thách của Speakerman. Các bạn nhìn kia và cuối đường sẽ có một cái phần thưởng cho chúng ta. Được rồi, để chị nhảy trước. Coi chừng nha chị Nami, coi chừng nha, coi chừng nha. Ôi cái chừng nha, nó đánh xuống lên rồi. Ôi trời ơi, trời đất ơi, đánh như từ từ rồi chị Nami rớt rồi. Rồi luôn, chị Nami bị rớt xuống loại luôn rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chỉ có một mình lấy phần thưởng thôi. Trời đất ơi. Ôi rồi rồi em biết rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành thử thách này. Cái này chỉ cần mình thua một cái là mình bị lỗi luôn đó các bạn. Bây giờ mình phải né cái hả cái lỗi nó đang chạy qua chạy lại này. Được rồi nhảy qua này hãy cha. Ôi nhảy qua này. Ôi trời ơi nhảy ngược lại chạy khó quá vậy trời. Ừ được rồi nhảy qua này được rồi. Sau đó chúng ta sẽ nhảy qua một cái đường. Ôi trời đất ơi khó quá vậy. Bên này là hai cái lo đè hai bên này vậy thì mình nhảy ở giữa là được chứ gì. Được rồi cái này cũng tương tự nhảy vô giữa. Ui cái này là ba cái lo rồi sao mà né được chơi. Được rồi vậy bây giờ mình phải thiệt là nhanh. Được rồi canh lúc nó lên này. Được rồi nhảy qua liền này. Hãy cha. Ôi trời ơi mày nha mày. Cái cuối cùng hãy cha. Yeah. Ok em biết rồi chị đã bây giờ. Ôi trời đất ơi nhưng mà cái này là cái gì? Sao mà nhiều mấy con Speakerman nó đang đâm 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 như cái gì? Phòng ngủ mình qua bên kia. Ôi trời mình đã thấy được cái phần thử khi mà mình bắt cua được rồi. Nhưng mà mấy khúc này hơi khó nhưng mà nó đấm hơi ghê nha. Được rồi cổ này mình sẽ phải né được này. Hãy sao? Ôi đừng có đấm ta đừng có đấm ta. Ôi trời ơi đừng có đấm ta nha. Được rồi vậy nha. Đừng có đấm ta. Ý trời ơi cuối cùng. Hãy cha đây rồi các bạn ơi. Phần thưởng của chúng ta là một con Speakerman nhưng mà sao nó màu vàng nhìn đẹp quá vậy? Được rồi để tôi lấy nó thử coi. Hãy cha đây rồi các bạn ơi. Được rồi em lấy được phần thưởng rồi chị nó bây giờ. Em đi ra với chị nè. Hãy cho. Hãy cho. Wow, chúng ta đã hoàn thành thử thách rồi và chúng ta đã nhận được một phần thưởng đó chính là một con Speakerman bằng vàng các bạn ơi. Chúng ta sẽ kích hoạt cái con này để cho nó biến bự lên thành một con robot luôn. Được rồi hãy cho. Trời đất ơi các bạn ơi. Từ nhỏ nó biến bự quá trời quá đất ơi. Đây chỉ là cái
con Speakerman robot mạnh nhất mà tôi từng thấy luôn đó. Được rồi, vậy bây giờ để em thử leo lên người nó, điều khiển nó, okay, thử ra chị Nabi ơi. Được rồi, mình sẽ nhảy vô người nó nè. Hay cha. Wow, chị Nabi ơi, em đã đi vô bên trong con robot này rồi nè. Gây vậy trời, tấn công bên kia đi tôi nè. Qua bên kia tiêu diệt tụi nó thôi nè. Ủa? Gì vậy? Gì vậy? Tôi chỉ là tô gài Speakerman chùm cuối đây. Mọi người đã sẵn sàng cơn thịnh nộ của tôi chưa hả? Trời ơi, ông sẵn sàng. Thằng này thằng cameraman hồi nãy đánh Speaker của mình nè. Bay nè, 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 chết mình nè. Ôi, tiêu gì được nói rồi bay. Nhưng mà tụi nó đã đi trốn đâu mất tiêu người ta. Đừng gọi đi xuống tìm anh nào các bạn ơi. Ai cho đi trốn vậy? Ba nét cái đảo luôn đi tôi. Được rồi, để em hả? Mình đã làm đổ cái nhà này rồi mà bây giờ chúng ta đã thấy được Quy Nước và Giác đang trốn kìa, giờ sao đầu hàng chứ hả? Ờ giờ không lẽ phải đầu hàng vậy trời. Ê, hai đúng rồi, đầu hàng. Cái cổng vậy là sao? Ôi, cái gì? Cánh cổng đó thôi. Đừng nói nó chỉ là cánh cổng cameraman nha, đừng nói. Chết rồi, nó đi vô luôn, không kịp ngăn cản tụi nó rồi. Nếu mà nó vô đó thì nó sẽ có sức mạnh mới thì sao? Ôi trời đất ơi, vậy là Huy Đắp nó đã lấy được con robot cameraman giống mình rồi. Huy ơi, xử ăn tô kìa đi. À, được rồi, okay. Bây giờ ta sẽ bắn cái con cameraman này nè. Hay chưa? Cái gì nó dùng khiên nó đỡ lại đâu chị, các bạn cameraman này nó có khiên xịn quá bay đó rồi. Nó dùng khiên nó đỡ hết trơn rồi, giờ sao ta? Tôi sẽ đánh với ông luôn nè. Hai cha 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 Huy Đắp, Huy Đắp, Huy Đắp, trời ơi, trời ơi, sao cái khiên nó mạnh quá vậy trời? Một phát nữa nè. Trời đất ơi, nó mạnh quá đi. Trời ơi, chị Nabi ơi, cái con này không có đánh lại con cameraman kia rồi. Giờ sao ta? Chị có cái này cho em nè. Cái đó là cái gì vậy em? Chip nâng cấp speaker hả? Ủa, nó là cái gì đây? Không lẽ nó dùng cái này có thể nâng cấp được con Speakerman luôn rồi? Để em thử nha chị Nabi ơi. Được rồi, hay cha. Wow, chị Nabi ơi, nhìn em nè. Trời đất ơi, đúng rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã trở thành một Speakerman bự và mạnh hơn con hồi nãy nó luôn các bạn à. Wow, đừng tưởng là tao không nâng cấp được nha. Ôi trời ơi, Huy Đắp nó cũng đã nâng cấp cái con cameraman của nó lên đến phiên bản bự hơn và mạnh hơn luôn rồi kìa. Ôi được rồi, mình vô nè. Hay cha, Speakerman của mình có thể bắn từ xa này các ơi. Mày nè. Chị Nabi cổ vũ cho em đi chị Nabi ơi. Con cameraman Huy Đắp đã chính đạn của mình mất quá trời máu luôn rồi. Bắn lên nè, bắn lên nè. Cha 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 cha. Huy Đắp cameraman này cha 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 cha. Ok vậy. Chị Nabi thắng rồi, chị Nabi. Qua phá đảo của Yak VN với Huy Đắp nào. Bây giờ kết liễu Yak nào hãy cho. Yak và cameraman đã bị đánh bại rồi chị Nabi ơi. Mình chiến thắng rồi. Trời ơi, Speakerman của mình vẫn còn tận nửa máu lẫn cơ. Toga và chị Nabi trong ngày hôm nay cùng với Speakerman đã đánh bại được Huy Đắp và Yak cameraman rồi. Các bạn thấy video này như nào, đừng quên like và subscribe. Và nếu các bạn muốn coi một video khác đại chiến đảo bay thì hãy comment bên dưới nha. Còn các bạn muốn coi một video trước đây mình đã làm thì hãy bấm vô đây nè, cũng có là đại chiến đảo bay đó. Còn bây giờ thì chào mọi người đi, đừng khóc nữa anh em ơi. Bye bye.